Thưa các đồng chí và các bạn, tên của tôi là Tên Miền. Tôi thuộc xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Tôi nhập ngũ vào ngày 14 tháng 2 năm 1982. Thế thì để vào kể cái câu chuyện cuộc đời lính của tôi ấy, thì tôi cũng nói sơ bộ một số các cái câu chuyện mà khi chúng tôi bắt đầu là lên đường làm nghĩa vụ quốc tế. Thế lúc tôi đi lính ấy, thì xin thưa với các đồng chí là ông anh trai tôi ấy, thì ông chửi tôi, ông không muốn cho tôi đi. Ông bảo mẹ chiến trường Campuchia đang ác liệt như vậy thì mày vác xác thế nó làm gì. Nhưng lúc đó thì tôi mới là 18 tuổi thôi, thì có lệnh là lên đường làm nghĩa vụ. Lúc đó thì thực sự là mình cũng chưa suy nghĩ được rộng như ông anh. Sau này sang chiến trường Campuchia thì mới thấy là ông anh, ông nói cũng đúng. Nhưng mà lúc đó thì tôi lại rất thích đi lính, thích lắm. Nói được nhập ngũ là tôi thích lắm rồi. Nên là tôi cứ cãi lời kể cả bố tôi rồi là anh tôi, là tôi quyết tâm là đi bằng được, phải đi coi là nó như thế nào. Chứ còn cái thời nhỏ, thời thanh niên như chúng tôi thì hầu như là cũng loanh quanh ở cái ở làng nó thôi, chứ cũng chả biết gì về xã hội bên ngoài cả. Nên là cứ ước mơ mà được đi ra thì đây cũng là một cái cơ hội. Thế thì đến ngày 14 tháng 2 năm 82 thì tôi chính thức là lên đường làm nghĩa vụ quốc tế. Thì chúng tôi huấn luyện tân binh được 3 tháng ở Tượng Sơn, Thanh Hóa. Thì lúc đó là chúng tôi huấn luyện tân binh ở cái sư đoàn 442. Thì sau cái đợt huấn luyện tân binh thì chúng tôi cũng được về phép thăm nhà. Sau cái chuyến về phép thăm nhà đó thì là đơn vị là đưa chúng tôi là sang Campuchia. Trên đường đi sang Campuchia thì chúng tôi đi qua cửa khẩu là đi theo quốc lộ 1 qua phà Niếc Lương rồi là vào đến thủ đô Phnom Penh thì được dừng chân. Đến thủ đô Phnom Penh dừng chân ở đó được 2 ngày. Sau đó là chúng tôi cũng đi chơi ở thủ đô. Thì lúc đó thủ đô Phnom Penh thì chúng tôi sang nó rất là bình yên. Sau đó là xe chở chúng tôi là đi lên Siem Reap, Battambang. Tôi nhớ là đi trên quốc lộ 6 đó, lên đến Siem Reap. Tôi nhớ là lên đến Siem Reap là hôm đó là trời cũng tối rồi, thì chúng tôi được dừng chân ở Siem Reap. Lúc đó là chúng tôi được dừng chân ở cái chỗ là cái đền, gần chỗ cái đền gọi là Angkor của Campuchia. Thì đến đó rồi thì tiếp tục là nghỉ được một đêm ở đó, thì sáng ngày mai lại tiếp tục là lên xe, là chúng tôi đến khu vực gọi là ngã ba Minit, cái chỗ mà chúng tôi thấy có hai cái con voi, mà hai cái con voi thì nó lại ngoảnh cái đít của nó là về hướng rừng, còn hai cái đầu của nó thì lại ngoảnh về hướng đồng bằng. Thì sau đó là trung đoàn bộ là đóng quân là ở Cốp. Thì lúc đó thì chúng tôi vào đến trung đoàn là nó thuộc vào cái trung đoàn 2 của sư đoàn 5 công an vũ trang, sau này thì được đổi tên là trung đoàn 688 biên phòng. Thế thì vào đến khu vực Cốp thì chúng tôi dừng chân ở đó, và lúc đó thì tôi cũng chưa được biên chế vào cái đơn vị nào cả, chỉ có biết là hành quân vào đến trung đoàn đang còn đóng quân ở Cốp thôi. Sau đó là chúng tôi được huấn luyện là ở Cốp là được 20 ngày. Cái đợt mà huấn luyện ở Cốp thì cũng không có đánh nhau gì ở đó cả. Nói chung cũng rất là yên bình, bởi vì ở cái khu vực đó là khu vực của trung đoàn thì đang đóng quân ở đó, của cái khung của trung đoàn thôi. Chứ còn chủ yếu ở đó là nhập tân binh vào thì cứ huấn luyện xong thì bắt đầu là phải đưa các cái đơn vị mới nhập ngũ tân binh như chúng tôi là mới tỏa ra các cái hướng để lên cái hướng biên giới để đi chốt. Sau khi là huấn luyện 20 ngày ở Cốp xong thì tôi nhớ là có một cái điều mà tôi cứ thắc mắc đến giờ. Thì sau khi huấn luyện xong thì bắt đầu là các cái đơn vị ở chốt ở biên giới thì bắt đầu là mới về đó là nhận quân. Thì cái khi nhận quân để đưa chúng tôi về
các đơn vị chiến đấu thì thực sự với các đồng chí tôi cũng không hiểu như thế nào. Mà cái lúc chúng tôi hành quân từ ở chỗ Cốp, ngã ba Minit về đến chỗ Preao, Đăng Cung, thì cả một cái đoàn hành quân tân binh của chúng tôi thì không có một thằng nào có một cái khẩu súng nào cả, cũng không thấy biên chế súng đạn gì cả. Chúng tôi là đi người không thôi, chứ không thường biên chế súng ống gì cả. Có mỗi là cái đơn vị mà người ta dẫn chúng tôi đi, cái đơn vị nhận quân thì có khoảng đầu một trung đội thôi, là một số cán bộ chỉ huy nữa là người ta có súng thôi. Thì khi đến Preao, Đăng Cung thì tôi được biên chế vào C-11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2, sư đoàn 5, thuộc vô là trung đoàn biên phòng, công an vũ trang, là đang đóng quân ở Preao và Đăng Cung. Thì xin thưa với các đồng chí, khi về đến đó biên chế xong thì chúng tôi cũng chưa được biên chế súng. Chúng tôi vẫn cứ thấy lầm lạ là cái chuyện đó. Thì đến sáng ngày hôm sau thì mới đưa chúng tôi ra cái chiến hào, tức là cầm sự rồi hầm hào, các cái khu vực mà chúng ta bố trí phòng ngự ở đó. Thế thì tôi nhớ có cái anh tên là Tân, không biết là người Hải Phòng hay là ở đâu thì tôi nhớ không rõ. Anh là lính cũ rồi, hình như là lúc đó là anh trung đội trưởng thì phải. Thì lúc đó là biên chế về cái C-11, thì tôi còn nhớ là cả tôi nữa là được biên chế về cái C-11 trong cái đợt mà sang Campuchia năm 82 mà huấn luyện ở sư 442 ở Thanh Hóa. Thì khi biên chế về C-11 thì lúc đó là tôi nhớ là được tăng cường một C-11 là cả tôi nữa là 8 người là tân binh. Còn một số anh em thì được biên chế vào các cái đại đội khác, tiểu đoàn khác, thì tôi cũng không rõ là như thế nào, bởi vì lúc đó mới vô còn ngơ ngác lắm, không biết gì cả. Thế thì bắt đầu là vì dẫn tôi xuống, chúng tôi đi xuống chỗ trận địa, rồi là cũng giới thiệu là hướng đó là hướng địch, rồi bên này là ta, rồi là vân vân, rồi là cũng chỉ cho đó là bãi mìn, rồi là các hầm của tiểu đoàn, rồi là hầm của các đại đội, rồi vân vân. Nói chung là các anh cũng đi giới thiệu cho chúng tôi làm quen với trận địa. Thì tôi nói với các đồng chí lúc đó cũng chưa thấy có biên chế súng gì hết, chúng tôi vẫn là tay không. Thì sau khi là anh giới thiệu xong thì mới về, là tôi còn nhớ là bắt đầu với cấp quân tư trang của chúng tôi. Thì cái quân tư trang của bộ đội biên phòng thì nó không giống cái quân trang của anh em bộ binh, mà chúng tôi được cấp cái bộ quần áo nó hơi vàng vàng bạc bạc đó. Nhìn sau này nó cũ đi, là nó có cái màu trắng trắng, đó là cái quần áo của công an vũ trang, nó là như thế. Thế tôi nói với các đồng chí là được đến ngày thứ hai thì vẫn là xuống dưới trận địa cùng với anh em lính cũ là chốt ở đó. Mà lúc đó chúng tôi xuống nó lạ lẫm lắm, mà nhìn mấy anh em lính cũ thì thấy người ta là cũng thấy rất là bình thường, kiểu là người ta quen rồi. Chúng tôi thì vẫn chưa có súng. Thì ngay ngày cái hôm đó thì địch nó tập kích luôn vào cái trận địa phòng ngự của cái đại đội 11 của chúng tôi. Mà chúng tôi cũng đang ngồi với các anh em dưới hầm, rồi là một số các anh lính cũ thì cũng dẫn chúng tôi cho chúng tôi làm quen trận địa. Nhưng mà cứ đi ở dưới giao thông hào như thế này này, đi đến đâu thì các anh giới thiệu đến đó. Thì đang đi như vậy thì bắt đầu là ở bên kia cái bãi mìn ở cái hướng bên dưới Thái Lan, bắt đầu là nó bắn hỏa lực vào cái trận địa của bọn tôi. Nó bắn dữ dội lắm, cối rồi là DK rồi là các loại đoạn nhọn là nó bắn vào trận địa. Thì nó bắn dâm gian đi, mà đúng là thực sự với các đồng chí, những cái thằng lính mới như chúng tôi lúc đó chưa có súng, thế là mới xô nhau là lao xuống công sự, lao xuống hào. Thì cái lúc lao nhau xuống hào thì đúng là mấy thằng lính mới chúng tôi là rúm gió là chui vô một cái góc hào là ngồi đó. Thế lúc đang ngồi đó thì có một cái anh lính cũ, tôi nhớ anh là tên gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi nhớ anh là lính Hải Phòng. Thì anh có cầm một cái khẩu Trung Liên RBD, thì anh bị chạy qua chỗ tôi. Thì lúc đó tôi cũng sợ lắm, nhưng mà thấy anh có súng, anh chạy qua chỗ tôi thì tôi mới bỏ anh em ngồi đây, thì tôi mới chạy theo. Thì lúc đó thực ra là mình rất sợ, nên là mình thấy cái anh có súng thì mình chạy theo để
để cho mình yên tâm thôi, chứ không phải là mình chạy theo để mình máu đánh nhau. Để mà nói thật là nó là như vậy. Thế thì mình cứ chạy theo cái anh bắn khẩu Trung Liên RBD ấy, thì anh cứ chạy một đoạn cái là anh lại gác cái súng lên trên cái miệng hào, thì anh lại kéo mấy loạt. Nhưng mà tôi thấy anh bắn thì anh cứ trúc cái nòng súng lên trên trời đó, vậy là anh bắn lên chống chéo lên trời, nhưng anh không lò đầu lên. Thế thì anh bắn khoảng độ loạt hai loạt cái là anh lại chạy cách cái chỗ đó khoảng vài chục mét chứ đâu, để anh lại gác cái khẩu súng để anh lại bắn như vậy. Thế anh bắn đến ba bốn lần như vậy thì tôi cũng cứ chạy theo anh như vậy. Cái ngu của tôi là ngu như vậy. Kể mà chưa có súng thì cứ ở đằng sau với mấy anh em thì cũng không được gì, thì cứ chạy theo như thế. Nên cái lúc mà anh chạy đến chỗ cái ngã ba hào thì anh cũng gác cái khẩu súng lên, xong anh lại kéo mấy loạt nữa, xong anh ngồi dựa lưng vào thành hào. Nên tôi mới hỏi anh một sau, anh ơi anh lại cứ bắn lên trời là sao? Thế anh mới bảo mẹ mày nữa, mày nhìn lên cái cây xoài đằng sau lưng mày, mày thấy nó bắn chưa, mày thấy cái lá xoài nó rụng xuống chưa? Thì đúng thực sự với các đồng chí, khi tôi quay lại tôi nhìn vào chỗ cái cây xoài thì bị đạn nó bắn, đạn nhọn nó bắn, thì cái lá xoài nó đứt, nó cứ rơi xuống lá chả như vậy, rồi là những cái viên đạn nó găm vào cái cây xoài, nó cứ nổ tăng toác ở trên cái cây xoài. Nếu mày mà lò đầu nó bắn mất gáo nó còn ạ. Bắn thì chẳng qua là để thị uy, để cho chúng nó biết là mẹ bọn tao đang chốt ở đây thôi. Đó cũng là một cái bài học đầu đời của tôi, khi mà tôi mới là lính tân binh mới Việt Nam sang. Thế thì bắt đầu là anh cứ đi đâu thì tôi chạy theo đó. Thế anh bảo thôi thôi, mày cứ đi theo tao. Thế anh cứ chạy theo giao thông hào, anh cứ bắn, lúc thì anh lại bỏ chạy chỗ khác. Thế là được một lúc thì quân Pol Pot ở phía bên kia cái bãi mình thì thực ra nó không tấn công, nhưng mà nó chỉ bắn vào chốt của chúng tôi thôi. Thì tôi không chạy theo anh nữa. Thế là tôi cứ bò dưới giao thông hào đó, tôi đi về cái chỗ cũ. Thì khi về đến chỗ cũ thì tôi lại không thấy một số anh em lính mới ở đó nữa, không biết là người ta đi đâu. Thì tôi cứ lang thang ở trong trận địa, thì tôi mới theo cái giao thông hào tôi đi về phía sau chỗ đại đội. Thì về đến đại đội thì thấy anh em là lính mới là đang nấp ở trong chỗ khu vực hầm đại đội. Thế là đánh một hồi như vậy thì chúng nó dừng, thì bắt đầu là thấy anh em mình ở các cái chốt tiền tiêu rồi các cái khu vực ngoài, có một số anh em là mới đi về chỗ đại đội. Thế thì ai thấy chúng tôi là cũng ai cũng nhăn răng là cười, mà tôi thấy là anh em lính cũ là người ta cứ đi đi lại lại là rất là bình thường, không có gì cả. Thì tôi mới cũng mon men, một lúc đó cũng khung nà khung núm. Nói chung là thấy mấy anh em lính cũ thì chỉ huy ở đó người ta thấy bình thường, mà người ta dạn dày lắm, mà trông người ta rất già dặn. Nên là tôi thì cũng thấy chưa hòa đồng được, mà cũng chưa quen. Mà tôi cũng mò mẫm vào, tôi hỏi chỉ huy, cũng nói với chỉ huy là bảo sao là các anh là chưa cấp súng cho các em. Các em vào đây đánh nhau như thế mà tại sao lại không có súng? Thế bảo chúng mày yên tâm, chiều nay là sẽ biên chế súng cho chúng mày. Lúc đó thì tôi mới, đến chiều hôm đó thì bắt đầu là mới biên chế súng cho những người lính mới như chúng tôi. Có lẽ lúc đó ở đơn vị chiến đấu hình như là không có súng hay như thế nào đó. Hình như là súng mang ở đâu đến. Thì xin thưa với các đồng chí, lúc đó cấp toàn là AK, mà toàn là súng gọi là mới tinh, toàn những cái khẩu súng mà đang còn trong các cái rẻ dầu, nó đang trong các cái bọc giấy rẻ dầu là mới tinh. Thế thì lúc đó thì tôi thì không được cấp cái khẩu súng mới đâu, mà tôi lúc đó thì lại được biên chế một khẩu Trung Liên RBD. Nhưng mà khẩu súng của tôi thì là khẩu súng cũ rồi. Có anh em lính mới kia thì gọi là được cấp những cái khẩu súng AK nhưng mà là súng mới. Sau bắt đầu là cán bộ trung đội với cán bộ đại đội còn hướng dẫn cho chúng tôi là nấu nước lên, xong là tháo súng ra, là các cái thiết bị như là bệ khoan nòng, rồi là lò xo, rồi là vân vân, là nấu nồi nước lên, xong bắt đầu là ném những cái thiết bị, cái phụ tùng của súng vào trong đó là luộc lên, sau đó là dùng nước sôi là dội vào trong cái thân súng để cho mỡ nó tan chảy ra, để lau chùi cho nó nhanh.
Tôi thì tôi không phải làm việc đó, tôi chỉ có lau chùi cái khẩu súng RBD thôi. Mà xin thưa với các anh các chị là lúc đó tôi cũng chưa biết sử dụng khẩu RBD. Lúc tôi được huấn luyện ở ngoài sư 442 thì cũng chỉ được huấn luyện bắn AK thôi. Thế còn khi mà vào đơn vị ở huấn luyện ở cốp thì cũng chưa được huấn luyện RBD mà cũng vẫn là huấn luyện súng AK thôi. Thế cuối cùng là tôi cũng phải hỏi thì lúc đó thì thực ra là lính cũ dạy lính mới thôi, chứ còn chỉ huy thì người ta cũng chỉ nói sơ bộ như vậy thôi. Thế là cái hôm mà tôi nhớ là cái anh ấy tên là Tân, trung đội trưởng của tôi đó, thì bắt đầu mới mang tôi ra chỗ cái chốt, gần chỗ cái chốt tiền tiêu đó. Thì anh bảo bên đó là qua cái bãi mìn bên đó là địch, còn bên này là ta, nó chốt ở bên đó. Theo thấy anh nói như vậy thì bây giờ mày lấy cái điểm ngắm đó thì bắn cái khẩu RBD. Thì bắt đầu là mới gác súng lên cái bệ và đứng ở dưới giao thông hào là đem ra thực tế là bắn. Thì cứ thế là cứ kéo mấy loạt thì cứ kéo, thì anh kéo xong, kéo cò xong là anh lại cho tôi lại bắn, anh huấn luyện cho tôi bắn. Nhưng mà cứ mỗi lần bắn mấy loạt thì anh lại chạy chỗ khác, sợ quân Buôn Pốt nó bên kia nó phản hỏa lực vào. Thì anh nói là trong chiến đấu á, thì mày bắn RBD là trung liên, mà cái khẩu trung liên khi nó bắn á, thì nó sẽ rất là dễ lộ vị trí, mà cái sức cơ động nó không thể nhanh bằng AK được, bởi vì súng nó dài mà nó nặng hơn, nên là bắn kéo vài loạt thì sau đó phải di chuyển chỗ khác, không là địch nó phản vào là chết đấy, em nghe chưa. Thế thì chúng tôi ở đó thì được các anh lính cũ cũng như là chỉ huy đại đội thì hướng dẫn cũng rất là kỹ và cho chúng tôi là thực chiến ở trên chiến trường thật, chứ không phải là trên cái thao trường huấn luyện như thời huấn luyện tân binh nữa. Thế rồi chúng tôi cũng làm quen được với trận địa và cũng nghe tiếng súng, như hầu như thì ngày nào hai bên cũng câu hỏa lực vào nhau cả. Xin thưa với các đồng chí như vậy, cối của ta bắn sang thì cối của nó cũng bắn lại, cứ đi đùng như vậy. Thế cái được mấy ngày sau thì tôi nhớ lúc đó khoảng độ tầm buổi trưa, khoảng độ 12 giờ trưa, anh nuôi thì có nấu cơm ở chỗ đại đội, mà sau đó là nắm cơm là đưa ra các cái chốt mà chúng tôi đang chốt giữ ở cái phía ngoài đó, thì mới phát đến cho từng tiểu đội, từng chiến sĩ là mỗi người một nắm cơm. Thì hôm đó thì mới dở cái nắm cơm nắm ra, thì tôi bị ăn trưa xong, ăn buổi trưa xong thì bắt đầu là mới đi lại vô cái hầm trung đội, thì lấy cái bi đông nước ra để uống nước. Uống xong ngậm nước thì lúc đó thì cũng rất là ngoan ngoãn thôi, các anh bảo là ra ngoài đó để chốt rồi là gác phía ngoài đó. Thế là tôi cũng vác cái khẩu RBD ra cái chỗ cái chốt mà tôi hay ở đó. Thì đúng cái lúc đó khoảng 12 giờ trưa thì hôm đó là quân Buôn Pốt nó tổ chức, nó tập kích, nó đánh vào cái trận địa của C11 bọn tôi. Thì lúc đó là tôi đang ở trên cái tuyến hào Tiền Duyên, ở đó có, tôi nhớ là có 3 cái giao thông hào, cái giao thông hào Tiền Duyên và cái giao thông hào giữa và cái giao thông hào cuối cùng. Thì cái trận địa nó phải cỡ tầm 300 mét, phía sau là tiểu đoàn bộ, còn cái khu vực ở giữa là C11, còn tuyến hào Tiền Duyên là các cái trung đội là chốt ở đó. Thì hôm đó tôi nói với các đồng chí là hôm đó quân Buôn Pốt là không biết là nó đi cái hướng nào vào thì tôi cũng không biết, nhưng mà lúc đó 12 giờ trưa là tự nhiên bắt đầu là các cái loại hỏa lực, mà kể cả là cối 82 rồi là cối 60 DK rồi là B40 B41 bắt đầu là nó bắn vào cái trận địa của bọn tôi. Mà đúng là hôm đó nói thật với các đồng chí tôi cũng rất là ngu, bởi vì lính mới vào mà lẽ ra khi nó bắn hỏa lực thì lúc đó là nó chưa xung phong, nó chưa tấn công, thì mình cứ chui vào trong hầm thì mình nằm đó, thì khi nào hết hỏa lực thì rồi hãy ngoi đầu ra rồi là như thế nào. Đường này thì tôi cứ nấp ở trong cái giao thông hào, còn cối thì nó cứ lao xuống là nó nổ xung quanh chỗ mình, nó nổ mù mịt đi. Thì nhìn quanh nhìn quẩn thì còn thấy có mấy anh em lính mới thôi, tôi thì cứ thỉnh thoảng lại cứ
nhô đầu lên khỏi cái giao thông hào, đó là nhìn sang cái trận địa của địch để quan sát. Thế thì lúc này quan sát thì cũng chả thấy gì cả. Thì tôi cứ thụt thà thụt thò đó mà cũng sợ. Còn cái khẩu súng RBD của tôi thì lúc đó là tôi cũng ở đi gần cái anh trung đội trưởng, nhưng mà cái lúc mà hỏa lực nó bắn thì cái anh trung đội trưởng nó anh cũng chui vào trong cái hầm, anh chui trong đó nấp rồi. Còn có mình thì cứ ở ngoài đây, cứ sợ là địch nó vào. Cái thiếu kinh nghiệm là cái chỗ đó. Thế tôi cứ nhấp nha nhấp rốm rồi thò thò thụt thụt, thì thỉnh thoảng lại đứng lên để nhìn sang bên địch xem là địch nó có vào không. Thế là cái anh trung đội trưởng, anh Tân, anh mới ra, anh mới đè đít tôi, anh đá một phát. Anh đá tôi một phát cũng đau. Mà tôi thì cái ngày thanh niên thì tôi ở làng là tôi vô cái thằng là cũng nghịch ngợm, không phải là bình thường. Nhưng mà đúng là vào trong bộ đội là thấy là mình nhỏ bé thật. Nhưng mà lúc anh đá tôi cái là tôi cũng bực lắm, chứ cũng không phải là không bực đâu. Nếu như mà ở quê là tôi quay lại là tôi đánh rồi. Nhưng mà đây thì trong đơn vị không dám gì hết. Thế tôi bảo sao anh ấy đá em. Ông bảo, rồi anh bị túm cái tóc tôi, anh dúi xuống, anh bảo là cúi thấp cái đầu xuống, chui vào hầm đi. Thế là tôi cúi đầu xuống rồi tôi chui vào trong một cái hầm cóc. Tôi chui trong đó là ngồi co ro trong đó. Còn địch nó bắn như thế nào thì mặc kệ nó. Còn anh ấy thì lại ngồi cái hầm ở bên cạnh. Thì lúc đó thì tôi cũng không nghĩ được nhiều, nhưng mà bị đá cái là tôi rất tức. Lúc đó lại cứ nghĩ đến cái chuyện mà cái ông này ông đá mình cái thôi. Thế là bắt đầu là hỏa lực nó bắn tanh bành cái khu vực đó. Mà ở chỗ tôi đó thì có một cái cây xoài mà sau này dần dần nó chỉ còn là cái thân cây xoài thôi. Các cái cành cây xoài đó là không còn cái gì hết. Nó chỉ còn một cái cây xoài giống như một cái cọc đóng thôi. Đạn nó bắn nhiều đến mức độ như vậy. Thế lúc bắt đầu là nó hỏa lực của nó ngớt đi thì anh mới lại ra, anh lại túm tay tôi, anh lôi tôi ra. Anh bảo là đứng ở trên công sự đó, quan sát hướng địch, thấy địch thì bắn, nghe chưa? Thế là anh chạy đi đâu mất. Thế thì là tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng thò cái đầu lên, tôi nhìn sang xem coi là địch nó có sang không. Thì lúc đó là quân Pol Pot nó tổ chức nó tấn công, thì lúc đó là tất cả các anh em đang còn nấp ở trong công sự, lửa lính cũ với lính mới, thì bắt đầu là với ngòi lên, bắt đầu là dùng hỏa lực, rồi là đạn nhọn AK, rồi là trung liên, rồi là tiểu đoàn thì bắt đầu là sử dụng là 12 ly 7, rồi là đại liên bắt đầu là dùng đạn nhọn, bắt đầu là bắn ra thì quân Pol Pot nó cũng bắn vào. Thế thì nói thật với các đồng chí là cũng sợ đạn nó cứ bay vào chầu chéo trên đầu này. Thì tôi mới bắt trước cái anh lính mà hôm trước tôi đi theo anh, thì anh cứ gách cái khẩu trung liên RBD lên, anh cứ gách lên trời, chầu chéo lên trời anh bắn. Thì tôi cũng vậy, cái khẩu RBD thì nó có hai cái chân, thì tôi mới đặt xuống cái miệng giao thông hào đó. Và tôi không dám lò đầu lên đâu, sợ nó vù đầu bắn nó, cứ kéo mấy loạt ra như vậy, cứ gách súng cho nó bắn. Thế đang bắn thì anh Tân trung đội trưởng anh lại chạy quay lại, anh thấy tôi đang bắn RBD thì anh lại đè mông tôi đá cho một phát nữa. Anh đá rồi phát nữa thì tôi mới ngồi xuống. Lúc đó là tôi tức lắm rồi. Thế mà mày bắn cái gì á? Tôi mới bảo là em chả thấy địch đâu cả, em cứ bắn tôi đỡ sợ thôi. Bảo là không được bắn nữa, ngồi im đó, đừng bắn. Thế là tôi lại ngồi xuống giao thông hào để dựa lưng vào giao thông hào. Thế dựa lưng vào giao thông hào thì lúc đó địch nó vẫn tấn công, và các cái đơn vị của cái tiểu đoàn 3 của các đại đội đang đánh nhau dữ dội. Nhưng mà cái hướng của chúng tôi thì có lẽ là cái hướng nó cũng không phải là cái hướng mà địch nó tập trung vào đó. Nó đánh ở các cái hướng khác là chủ yếu, chứ còn cái hướng tôi nó là thứ yếu thôi. Thế anh bảo là không được bắn nữa, để súng đó, rồi là cảnh giới. Địch có thể là nó sẽ tấn công vỗ mặt cái hướng kia, nhưng mà nó sẽ vòng bọc cái hướng này. Nên là mày cảnh giới ở đó, khi nào thấy địch rồi bắn. Còn không thấy địch là không được bắn, mà chú ý quan sát. Thế thì anh nói như vậy thì tôi cũng nghe lời. Tôi nghe lời thì không bắn nữa. Không bắn nữa thì đúng thật, được khoảng độ tầm 10 đến 15 phút sau thì bắt đầu là cái hướng của tôi với là cái hướng chủ yếu là quân Pol Pot nó đánh vào để nó xác định là nó chiếm chốt. Thế thì ngay đầu tiên thì tôi
bắt đầu là mới thấy lính quân bốt. Mà hôm đó là tôi thấy là toàn lính nữ quân bốt thôi, nhưng không thấy lính nam của nó, toàn thấy con gái thôi. Là nhìn thấy nó tấn công lên là nó chạy, là nó mặc váy, mặc xà rông, rồi là trên cổ nó quấn khăn rằn, khăn cà ma. Là cứ thế là cái hướng trận địa là một thứ thì nó chạy, thứ thì nó bò lên. Thì bắt đầu lúc đó là tôi mới đứng thẳng người lên, là dùng cái khẩu RBD là tôi quét ra đó. Thì tôi quét ra đó là tôi cứ kéo cả tràng, nó khi cái tay cò mình nó cũng chưa được quen lắm, nên khi kéo là nó ra 7-8 viên, rồi hàng chục viên, là cứ bắn ra đó. Thế đang bắn thì anh trung đội trưởng anh bảo là mày chạy sang cái vị trí khác. Thế thì tôi lại chạy theo anh. Thế chạy theo anh thì anh dừng thì tôi cũng dừng. Đó, sau đó lại gách cái khẩu súng lên cái công sự của tôi lại bắn ra. Thì anh bảo cứ thế gì vừa di chuyển vừa bắn chứ không được ngồi tại chỗ. Sau này tôi mới hiểu ra là nếu như mà ngồi tại chỗ cứ bắn như vậy là rất dễ bị hỏa lực của nó phản. Thế thì đúng là một cái trận chiến đấu đầu tiên mà ở Preao đó, đằng cung thì tôi bị ám ảnh, bởi vì là lúc đó mình mới tân binh mới sang tham gia trận đầu tiên. Thì lúc đó là tôi còn nhớ, không biết là cái anh lính đó, tên là gì thì tôi cũng không rõ, không nhớ được. Mà cùng trong cái đại đội, trong cái C-11 của tôi đó. Thì lúc đó là bọn địch nó đánh chủ yếu về cái hướng chúng tôi rất mạnh. Thì đại đội là với điều cho một cái trung đội là lên là chi viện cho cái hướng của tôi. Thì lúc đó thì tôi vẫn còn bắn RBD. Thì lúc đó bên cạnh tôi đó, thì có một cái anh lính, anh bắn B-41. Thì lúc đó là anh không ở trong công sự, mà anh lao ra một chỗ cái gốc cây. Cái gốc cây đó là nó bị đạn bắn thì nó cụt, nó chỉ cao khoảng độ tầm 2 mét thôi, nhưng mà cái gốc cây rất là to. Thì anh mới bò ra chỗ cái gốc cây đó. Thì anh bò ra chỗ gốc cây đó thì tôi nhìn sang bên tay phải tôi là tôi thấy anh rất rõ. Thì tôi thấy anh quỳ, anh bắn một quả B-41 về cái hướng mà địch tấn công. Thì anh vừa bắn quả B-41 về cái hướng địch tấn công xong thì bắt đầu anh lại nép vào đó. Rồi tôi thấy là anh lại lắp đạn vào. Anh lắp đạn vào thì xong bắt đầu là tôi thì cái hướng này thì thỉnh thoảng tôi liếc mắt sang tôi nhìn thấy như vậy. Thì lúc đó thì tôi vẫn bắn. Mình không biết là có trúng địch hay không thì cũng chịu. Thì lúc đó thì hai bên đánh nhau nó mù mịt đi. Thế là cách chỗ tôi có khoảng độ tầm, anh đứng cách chỗ tôi có khoảng độ tầm 15-20 mét thôi, không phải là xa lắm. Thì tự nhiên một quả B-40 là nó bắn vắt trúng chỗ cái gốc cây đó. Trúng chỗ gốc cây thì anh văng ra thì anh nằm đó, thì anh bị thương. Thì lúc đó là anh Tân trung đội trưởng lại với bảo là đưa cái khẩu RBD cho tao, mày bò ra đó kéo cái đồng đội xuống vào thùng hào. Thế là lúc đó thì chỉ huy trung đội thì nói như vậy thì phải nghe thôi, mình là lính mới nữa, các anh nói cái gì thì mình nghe cái đó. Thế là tôi thì lúc đó là cũng nghe tiếng súng nó cũng quen quen rồi, không sợ lắm rồi. Thì bắt đầu là anh mồm anh nói, tay anh giật lấy khẩu RBD của tôi. Thế lúc đó tôi không có súng thì tôi mới đi theo giao thông hào lại chỗ gần cái gốc cây đó. Thì thấy cái anh bị thương, anh đang nằm đó, khẩu súng thì văng ra bên cạnh. Thì cái lúc bắt đầu tôi mới bò lên thì đó là đạn nhọn, rồi là hỏa lực nó bắn rát lắm. Tôi bò lên được khoảng vài ba mét tôi kinh quá, tôi lại bỏ quay lại, tôi không dám bò lên. Mà trong khi thì cái anh ấy bị thương vẫn nằm đó. Thế được đang còn cứ thụt thà thụt thò dưới hào để cho ngớt đạn để bò lên thì cái anh Tân trung đội trưởng anh lại anh đè chân tôi là anh cũng đá một phát nữa. Anh bảo là tao bảo mày bò lên kéo thương binh xuống, xong mày không bò mày lại ngồi đây. Tôi bảo là đạn bắn tợn quá nhỉ, em không dám lên, để nó ngớt đạn rồi em lên. Mà sao anh nói vậy, anh lại chạy sang cái vị trí khác, anh lại đánh nhau tiếp. Thế lúc đó đạn nó hơi ngớt ngớt thì tôi bị mò lên, tôi bò lại. Tôi bò lên thì tôi bị túm lấy cái chân của cái anh bị thương là tôi kéo.
mà tôi vừa bò, tôi bò lùi đến đâu thì tôi lại kéo anh ấy, tôi cứ lê anh từng mét một thì tôi với lê mãi thì tôi cũng mang anh được xuống công sự. Mang được xuống công sự thì nằm dưới đó thì anh bị thương, mà tôi nói với các đồng chí là nguyên phần bên cái bên hông này này, tôi ước tính là có khi phải đến hàng trăm cái mảnh đất đá rồi là mảnh đạn nó ghim vào người, mà nguyên cái phía bên cái tai phải này là thế, máu me từ trên đầu này là chảy xuống, nhưng mà anh vẫn tỉnh, anh vẫn nói được. Thì tôi thấy anh bị thương nặng như vậy mà thực sự là đúng là lần đầu tiên là mình cũng va chạm với chiến trường và va chạm với máu, mình cũng sợ. Thế là anh tân trung đội trưởng anh bảo là mày cõng thương binh về hầm đại đội đi. Thế lúc nghe nói mà được cõng thương binh về hầm đại đội là tôi mừng lắm. Thế là tôi xốc cái anh thương binh đó là lên trên lưng của tôi. Mà lúc đó thì chạy lom khom, chứ còn cái dao thùng hào nó có lút đầu đâu, mà nó có đến ngang với khoảng độ tầm tầm ngực với tầm cổ thôi. Thế là tôi cho thương binh lên lưng là tôi chạy. Cứ thế là lom khom là vừa đi vừa chạy. Phải đến cỡ tầm 300 mét gì đó thì mới về đến chỗ hầm đại đội. Thì cứ đến cái khi mà về đến cái chỗ hầm đại đội thì lúc đánh nhau tôi khú lên tôi chạy thì cái đôi dép của tôi nó đi đổ mất, cái đôi dép cao su của tôi. Lúc đó tôi chạy chân đất thì cái chân của tôi nó vấp vấp vào cái ống quần, nó mới ngã một cái thì tôi với cái anh thương binh là nằm lăn ra đó. Mà cái anh thương binh anh đau xong anh rú lên, anh van lên. Sau tôi lại xốc anh lên, lúc này thì tôi không cõng nữa, tôi bỏ anh lên vai rồi tôi bị vác về chỗ hầm đại đội. Thì khi vác về đến chỗ hầm đại đội thì tôi thấy là có 3-4 đồng đội của tôi là bị thương rồi hy sinh, là đang nằm ở chỗ hầm đại đội. Thì y tá là đang còn băng bó rồi là đang còn cứu thương ở đó. Thế tôi đi để cái anh thương binh nó nằm xuống đó thì tôi mới dựa vào dao thùng hào tôi ngồi tôi thở. Thì đang thở như vậy thì xê trưởng của tôi mới lại là bảo là tại sao lại chạy về đây, gọi là em còng thương binh về đây. Thế bộ súng mày đâu? Bộ súng là anh tân trung đội trưởng anh đang cầm rồi. Thế là xê trưởng lại đưa cho tôi một khẩu AK. Đưa tôi một khẩu AK, mày quay lại chốt ngay. Thế tôi lại ôm cái khẩu AK là tôi chạy từ hầm đại đội là chạy lên. Cái lúc chạy lên tôi mới sợ, xin được nói với các đồng chí là như vậy. Thì lúc đó mình chạy lên mình không biết là bên trên đó là anh em mình còn giữ được trận địa hay không, hay vớ vẩn là quân Pol Pot nó chiếm mất trận địa ở trên đó rồi. Cái khi mình chạy lên hóa ra là mình lao vào miệng cọp ngay. Nhưng cái lúc chạy lên là tôi rất sợ nên tôi cũng bò lên từ từ thôi, chứ tôi cũng không chạy nhanh, không chạy hối hả như lúc chạy về đâu. Tôi cứ chạy khoảng vài chục mét tôi lại nép lại, tôi nghe ngóng, xong tôi lại chạy vài chục mét là tôi lại cứ như vậy, cứ lần lượt lên đến nơi. Thì tôi chạy lên đến chỗ cũ thì tôi gặp anh tân trung đội trưởng thì vẫn đang còn tiếp tục đánh nhau trên đó rất là mạnh. Lúc đó là địch nó bò sát lên này, mà không hiểu sao cái lúc cái hướng tôi đánh ấy, tôi nhìn thấy toàn là con gái thôi, chứ còn không thấy con trai nào cả. Sau đó nó đánh nó cũng không chiếm được chốt. Thì cái công an vũ trang, các cái đơn vị công an vũ trang của chúng tôi thì cái sở trường của chúng tôi là đánh phòng ngự, chứ còn để mà đánh vận động thì có khi là chúng tôi đánh không tốt đâu. Sau nó tấn công không được thì nó rút ra. Nó rút ra thì xin thưa với các đồng chí, khi quân Pol Pot nó rút ra thì không biết là tiểu đoàn có gọi cho trung đoàn hay sao nữa, thì có chỉ viện là cối 120 ly của trung đoàn bắt đầu là cái bắn chặn cái đường rút của quân Pol Pot. Tôi ước tính phải bắn đến vài chục quả cối 120 ly. Và lần đầu tiên tôi nghe cối 120 ly nó nổ, nó cách vị trí chúng tôi khoảng độ vài trăm mét thôi, nó nổ đúng là long trời lỡ đất, nó nổ khủng khiếp thật. Anh tân trung đội trưởng ấy bảo là thương binh mày để đâu rồi, bảo là em mang xuống hầm đại đội rồi. Thì em thủ trưởng lại bảo em quay lên đây. Đến cái khi hết tiếng súng rồi á thì tôi với anh tân thì mới dựa lưng vào dao thùng hào với ngồi đó nghỉ. Đúng là mồm miệng là cứ thế là thở thì mệt lắm. Tôi mới hỏi anh, đúng là ngớ ngẩn thật, đúng cái ngày đầu tiên mà tôi vào trận đi chiến đấu, tôi hỏi anh một câu rất là ngớ ngẩn mà anh cứ ngồi anh phì cười ra.
Anh bảo là, tôi mới hỏi là, anh ơi, sao mà quân Pol Pot ở đây toàn con gái mà sao nó đánh nhau máu thế nhỉ? Thế là anh mới cười, anh bảo là ở đây nó có cả con gái mà cả con trai, chứ không phải là mình lính con gái đâu, mà đàn ông Campuchia người ta mặc cả xà rông nữa. Mày lẫn lộn đấy chứ, nó mặc cái xà rông nên là khi nó chạy nó đánh nhau, mày nhìn thấy nó mặc cái váy mày bảo nó là con gái, không phải đâu, chỉ có mấy đứa con gái thôi. Thì hóa ra là như vậy. Thì sau này tôi cũng được biết là đàn ông người Campuchia thì người ta hay có cái xà rông, người ta cứ quấn ở bụng, nên là nhìn xa xa trong cái lúc khói bụi tôi lại cứ tưởng con gái đấy. Nhưng mà thực ra thì lính nữ Pol Pot thì nó cũng nhiều. Sau này tôi trưởng thành ở trong chiến đấu thì tôi cũng biết. Thì đó là một cái câu chuyện mà khi bắt đầu là tôi bước sang đất Campuchia mà tham gia cái trận chiến đấu đầu tiên của một chàng tân binh mà mới được huấn luyện, gọi là mới toanh, là trong một cái trận đánh đầu tiên. Mà sau này thì tôi cũng rất là cảm ơn cái anh tân trung đội trưởng, vì mấy cái đá đó mà tôi mới sáng mắt ra. Và tôi sau này tôi mới nghiệm ra là có cái kinh nghiệm để chiến đấu.